Nhật tính điều hàng trăm UAV cảm tử để bảo vệ các đảo hẻo lánh. Hàn Mỹ sắp có động thái quân sự mới giữa căng thẳng với Triều Tiên. Tổng thư ký Interpol từ chối sự tham gia của Đài Loan với lý do Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Ngoại trưởng Mỹ, ông Tập dẫn dắt Trung Quốc theo hướng hung hăng hơn và sẽ đẩy nhanh mốc thời gian chiếm Đài Loan. Chuyên gia, việc Đài Loan đánh mất độc lập sẽ cản trở Mỹ phóng chiếu sức mạnh ở châu Á. Kim Hoa xin kính chào quý vị. Mời quý vị cùng theo dõi tin Biển Đông Đài Loan ngày 19 tháng 10 của DKN TV. Nhật tính điều hàng trăm UAV cảm tử để bảo vệ các đảo hẻo lánh. Isifres ngày 16 tháng 10 đưa tin, Bộ Quốc phòng Nhật Bản có kế hoạch triển khai máy bay không người lái UAV tấn công nhằm tăng cường khả năng bảo vệ các đảo hẻo lánh của nước này. Bộ Quốc phòng Nhật Bản sẽ chuẩn bị cho việc triển khai UAV tấn công, dùng thử UAV do Mỹ và một số nước khác sản xuất trong tài khóa 2023, bắt đầu từ tháng 4 năm 2023. Bộ này đặt mục tiêu triển khai hàng trăm UAV tấn công sớm nhất từ tài khóa 2025. UAV tấn công sẽ được dùng cho các cuộc tấn công tự sát, bay lao vào những xe và tàu của kẻ thù xâm nhập, những đảo hẻo lánh của Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật đã bắt đầu tiến hành cuộc nghiên cứu liên quan bằng cách mượn UAV tấn công do Mỹ hoặc Israel chế tạo. Kinh phí cho cuộc nghiên cứu này được lấy từ 30 triệu Yên thuộc các khoản chi tiêu dành cho nghiên cứu và phát triển trong ngân sách tài khoá 2022 của chính phủ Nhật. Bộ Quốc phòng Nhật cũng đã đưa ngân sách dành cho việc triển khai UAV tấn công vào đề xuất ngân sách cho tài khóa 2023 và đang xem xét kế hoạch tự sản xuất loại UAV này trong tương lai. Nhật Bản được cho là đã triển khai UAV giám sát RQ-4B Global Hawk sau khi nhận chiếc đầu tiên trong 3 chiếc đặt hàng từ Mỹ vào hồi tháng 3. Nhật cũng đã bắt đầu vận hành những loại UAV khác cho hoạt động đối phó các thảm họa nhưng chưa triển khai UAV tấn công. Hàn Mỹ sắp có động thái quân sự mới giữa căng thẳng với Triều Tiên. Hôm 18 tháng 10, theo Sunhap, Hàn Quốc và Mỹ sẽ bắt đầu cuộc tập trận quy mô lớn trong cuối tháng này và khi hai bên tìm cách tăng cường khả năng gian đe trước các hành động khiêu khích tiềm tàng từ Cộng hòa Nhân dân Triều Tiên. Theo Sunhap, dẫn lời các quan chức Hàn Quốc, cuộc tập trận sẽ diễn ra trong không phận Hàn Quốc từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 4 tháng 11 không quân Hàn Quốc sẽ huy động khoảng 140 máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình F-35A, F-15 và KF-16. Quân đội Mỹ cũng sẽ triển khai khoảng 100 máy bay, bao gồm cả F-35B từ một căn cứ của Mỹ ở Nhật Bản. Cuộc tập trận mới đã được lên kế hoạch trong bối cảnh Seoul và Washington lo ngại rằng Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân trong khoảng thời gian sau khi đại bội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc kết thúc vào ngày 22 tháng 10. Và bầu cử giữa kỳ ở Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Một quan chức Hàn Quốc tiết lộ, cuộc huấn luyện được lên kế hoạch nhằm xác minh các hệ thống hoạt động kết hợp trong thời chiến giữa lực lượng không quân Hàn Quốc và Mỹ, đồng thời nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của họ kế hoạch triển khai F-35B diễn ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol và Tổng thống Joe Biden hồi tháng 5 đã nhất trí về việc triển khai khí tài chiến lược của Mỹ một cách kịp thời và phối hợp khi cần thiết. Theo Yoon Hap, dẫn lời một số quan chức Hàn Quốc, Úc cũng dự kiến sẽ tham gia cuộc tập trận này bằng cách triển khai một máy bay tiếp nhiên liệu, động thái nhằm nhấn mạnh sự đoàn kết của nước Mỹ, Hàn, Úc vì hòa bình khu vực. Tổng thư ký Interpol từ chối sự tham gia của Đài Loan với lý do Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Tờ Taiwan News đưa tin, trước thềm Đại hội đồng Interpol lần thứ 90 ở New Delhi, Ấn Độ khai mạc vào ngày 18 tháng 10, Tổng thư ký Interpol Roger Stock hôm thứ hai 17 tháng 10 đưa ra tuyên bố, Interpol không thể cho phép Đài Loan tham gia. Ông Stock nêu lý do rằng vì Interpol chỉ công nhận Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa là đại diện duy nhất của Trung Quốc, có nghĩa là Đài Loan là một phần của Trung Quốc. Do đó, Interpol không thể cấp tư cách quan sát viên cho Đài Loan. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Đài Loan không đồng tình với tuyên bố của Tổng thư ký Interpol về lý do từ chối Đài Loan tham gia vào Interpol. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói rằng, Đài Loan là một quốc gia có chủ quyền và độc lập, không phải là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Trung Quốc không có quyền đại diện cho Đài Loan trên trường quốc tế. Bộ Ngoại giao Đài Loan nói, Đài Loan có thiện trí và khả năng đóng góp vào cuộc chiến đấu toàn cầu chống tội phạm xuyên quốc gia, nhưng vì sự ngạo mạn và cản trở của Trung Quốc nên không thể thiết lập các trao đổi tình báo trực tiếp và thời gian thực với Interpol. Điều này ảnh hưởng đến sự tham gia của Đài Loan vào hợp tác an ninh và cảnh sát toàn cầu. Theo Liberty Times, các đặc phái viên của Đài Loan tại Mỹ, Ấn Độ và các quốc gia khác trước đây đã lên tiếng về việc Quốc gia này được đưa vào tổ chức chống tội phạm toàn cầu thông qua các phương tiện truyền thông địa phương. Những người đứng đầu cơ quan thực thi pháp luật và các chính trị gia nổi tiếng từ các nước đồng minh cũng đã lên tiếng ủng hộ việc Đài Loan tham gia vào Interpol. Vào đầu tháng 10, Lý Tây Hà, ủy viên Cục điều tra hình sự Đài Loan, đã viết một bài báo đăng trên Caribbean News Global kêu gọi Interpol mời Đài Loan tham gia Đại hội đồng lần thứ 90 với tư cách quan sát viên. Đài Loan mong muốn chia sẻ thông tin với các đối tác toàn cầu và giúp các quốc gia chống lại các mối đe dọa từ nước ngoài và chống tội phạm trong nước. Ông Lý nói, cộng đồng quốc tế nên tin tưởng vào Đài Loan. Tổ chức này đã chấp nhận tư cách thành viên của Trung Quốc vào năm 1984 và loại trừ Đài Loan tham gia kể từ đó. Ngoại trưởng Mỹ, ông Tập dẫn dắt Trung Quốc theo hướng hung hăng hơn và sẽ đẩy nhanh mốc thời gian chiếm Đài Loan phát biểu tại diễn đàn Đại học Stanford hôm 17 tháng 10, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken mô tả Trung Quốc thời Tập Cận Bình khác trước đây, đàn áp nhiều hơn ở trong nước, hung hăng hơn ở bên ngoài, đặt ra nhiều thách thức cho lợi ích cũng như là các giá trị của nước Mỹ. Lãnh đạo ngoại giao Mỹ chỉ trích Bắc Kinh tạo ra những căng thẳng to lớn khi thay đổi cách tiếp cận đối với quốc đảo Đài Loan mà Trung Quốc luôn cho là một phần lãnh thổ của mình và đơn phương bác bỏ nguyên trạng. Ngoại trưởng Blinken cho rằng lãnh đạo Trung Quốc đang theo đuổi một chính sách tái hợp nhất trong một thời hạn nhanh hơn nhiều, nhưng không nêu rõ ước tính hay một thời hạn cụ thể. Dù vậy, theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington và Bắc Kinh vẫn duy trì nhiều khía cạnh hợp tác. Theo ông, một số vấn đề lớn khó khăn chỉ có thể giải quyết được nếu có sự hợp tác giữa hai nước như biến đổi khí hậu, y tế thế giới và cuộc chiến chống thúc phiện. Những phát biểu này của ông Blinken được đưa ra vào lúc Trung Quốc đang tiến hành Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 20 trong bài phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Tập Cận Bình tái khẳng định lập trường hợp nhất hòa bình với Đài Loan, nhưng cũng không loại trừ khả năng dùng vũ lực. AFP nhắc lại, hôm thứ Tư ngày 12 tháng 10, Tòa Bạch Ốc công bố chiến lược an ninh quốc gia tái khẳng định những ưu tiên của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Theo tài liệu này, Trung Quốc sẽ là đối thủ cạnh tranh lâu dài, vốn có tham vọng thay đổi trật tự thế giới. Tài liệu cũng duy trì về hợp tác với Bắc Kinh, đối tác thương mại lớn nhất của Washington. Chuyên gia, việc Đài Loan đánh mất độc lập sẽ cản trở Mỹ phóng chiếu sức mạnh ở châu Á. Đài Loan là một mắt xích quan trọng trong chuỗi đạo thứ nhất. Với vị thế địa chiến lược trọng yếu như vậy, một khi hòn đảo tử quan này rơi vào tay Trung Quốc, thì Mỹ sẽ khó có thể phát huy sức mạnh ở châu Á. Ông James Carafano, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, Douglas and Sarah Allison nhận định. Đài Loan là một mắt xích quan trọng trong chuỗi đảo thứ nhất, bao gồm những quốc gia và vùng lãnh thổ thân Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc, đảo Đài Loan, Philippines. Những đảo và bán đảo này tạo thành một lá chắn giúp Mỹ kiểm soát tầm ảnh hưởng của Trung Quốc. Ông Carafano nói trong một cuộc phỏng vấn với chương trình China In Focus của đài NTD, nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc kiểm soát được chuỗi đảo đầu tiên bằng vũ lực, kéo dài từ Đài Loan cho đến Biển Đông nó sẽ là một đòn chí mạng đối với Mỹ. Đây cũng là dấu chấm hết cho vị thế siêu cường của Mỹ ở châu Á. Theo vị chuyên gia này, biện pháp tốt nhất để tăng cường năng lực phòng thủ của Đài Loan đến từ việc Mỹ phải bảo đảm cho giao thông vận tải ở eo biển Đài Loan được tự do. Ông nhấn mạnh, Mỹ cần phải tăng cường năng lực phòng thủ của không quân và hải quân. Đó chính là đóng góp lớn nhất mà Washington có thể mang lại cho hòn đảo này không thể tiếp cận được khu vực đó vì Washington không thể tiến hành cái gọi là năng lực tác chiến chống tàu ngầm. Thì cho dù Mỹ có điều động lực lượng bộ binh đến Đài Loan cũng chẳng giúp ích gì về mặt quân sự. Ông cho biết, bên cạnh phương diện quân sự, Mỹ có thể thực hiện cam kết đảo bảo vệ Đài Loan dưới nhiều hình thức khác, bao gồm hỗ trợ ngoại giao, chính trị, can dự kinh tế. Tương quan sức mạnh quân sự Mỹ-Trung Ông Carafano chỉ ra rằng năng lực tia chiến đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể bị hạn chế đáng kể, bởi vì Trung Quốc đã không tham gia vào bất kỳ trận chiến lớn nào trong một thời gian dài. Ông phân tích, quân đội Trung Quốc thiếu kinh nghiệm thực chiến và không trải qua cuộc xung đột vũ trang lớn nào kể từ cuộc chiến tranh với Việt Nam cách đây nhiều thập kỷ. Rõ ràng, đây là một lực lượng quân sự chưa từng tham chiến trên thực tế. Trước đây, quân đội của Đảng Cộng sản Trung Quốc chủ yếu tập trung vào củng cố an ninh nội địa và răn đe chiến lược nay đang dần chuyển hướng sang nâng cao năng lực triển khai và tác chiến. Do đó, vẫn chưa rõ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ ứng phó với các cuộc giao tranh tầm xa và các chiến dịch quân sự lâu dài ra sao nếu họ tiến hành xâm lược hòn đảo. Lực lượng quân sự Trung Quốc chưa từng chiến đấu trên thực địa trong một thời gian rất dài, trong đó bao gồm một cuộc xung đột ở khoảng cách xa, ví như từ Trung Quốc đến Đài Loan ở trên không, trên biển, trong không gian, trên đất liền và dưới đáy biển thậm chí là trong các chiến dịch quân sự lâu dài, đòi hỏi triển khai nhiều hoạt động hậu cần như vận chuyển quân nhu. Ông nói, vì vậy xét theo một phương diện nào đó, năng lực thực chiến của quân đội Trung Quốc chưa được kiểm chứng. Vị chuyên gia này cũng lưu ý thêm về lợi thế của Đảng Cộng sản Trung Quốc so với Mỹ nếu xảy ra xung đột vũ trang ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương. Ông nhấn mạnh rằng, Mỹ sở hữu năng lực quân sự trên phạm vi toàn cầu vượt trội hơn so với Trung Quốc. Đồng thời, Mỹ cũng là một cường quốc trên toàn cầu với các lợi ích toàn cầu và gánh vác trách nhiệm trên phạm vi toàn cầu. Trong khi đó, từ góc độ quân sự, Trung Quốc vẫn là một cường quốc trong khu vực. Ông nhận định, vì vậy Trung Quốc có thể tập trung toàn bộ năng lực quân sự của mình ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương và đổ dồn vào chuỗi đảo đầu tiên. Nhưng Mỹ thì không thể làm được điều đó. Khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương không chỉ là chiến trường duy nhất của hai bên đó là sân nhà đối với Trung Quốc. Còn đối với Mỹ, đó là trận chiến trên sân khách. Đề cập đến sức mạnh quân sự của hai cường quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông cho rằng, ở một số phương diện thì năng lực quân sự của Mỹ và Trung Quốc ngang nhau, một số phương diện khác thì không. Ông Carafano kết luận, Trung Quốc có thể khởi động một chiến dịch quân sự lớn và tự tin khi cho rằng họ có thể vượt mặt Mỹ. Tôi thì không cho là như vậy. Thưa quý vị, mục tin biển Đông em biển Đài Loan của Dekaner TV đến đây tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của Dekaner News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh Dekaner News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.